Dì ơi. Tay. Có việc gì vậy anh? Dì ơi, cho cháu hỏi lại, nhà vệ sinh làm đâu ạ? Nó vẫn gọi mình bằng dì. Thế có việc gì? Cháu hỏi lại, nhà vệ sinh nam ở đâu ạ? Nhà vệ sinh nam ở gần cái nhà vệ sinh nữ ý. Trả lời thế cũng trả lời, cái nhà vệ sinh nữ nằm ở đâu ạ? Cậu hỏi nhà vệ sinh nữ này làm gì? Cậu đi nhà vệ sinh nữ có mục đích gì? Cậu có phải là đàn ông không? Hả? Mà tự nhiên lại hỏi đi nhà vệ sinh nữ. Này, cô hiểu tiếng người không? Có biết cậu, tôi hỏi cái gì không? Cậu còn quản tôi hỏi tiếng người á? Không có một thằng đàn ông nào mà tự nhiên hỏi. Ê, chị ơi, nhà vệ sinh nữ ở đâu ạ? Thế cậu vào nhà vệ sinh nữ với cái mục đích gì? Cậu là Tây Môn Khánh à? Cậu là đồ lưu manh à? Cái đồ biến thái à? Bệnh hoạn à? Cô chắc chắn bị bệnh rồi. Cậu mới là cái đồ bị bệnh ấy. Gì? Mình chỉ hỏi nhà vệ sinh nữ thôi mà. Cái mèo nào gặp ngay con tiểu tiên nữ dụng trứng này? Cái mèo nào gặp ngay con tiểu tiên nữ dụng trứng này?